chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị những cái dòng xe phổ thông, giá nó mềm, bình dân. Và sau đây em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe đầu tiên. Đó là cái chiếc xe 50. Đây là cái chiếc xe 50 của hãng SYM, đó là Elegant 50. Elegant 50 này chạy cực kỳ lợi xăng. Xe còn khá là liền lạc và sạch sẽ, rất là lợi xăng. Xe này rất là phù hợp cho các bạn học sinh đó. Rất là phù hợp cho các bạn học sinh đi học không cần phải bằng lái luôn. Em này mang biển số là 59FA01494. Và với chiếc xe Elegant này muốn bán với giá là 8 triệu. 8 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Way-S bánh mâm thắng đĩa. Đây là chiếc xe Honda Way-S bánh mâm thắng đĩa màu đen. Xe còn rất là đẹp. Xe còn rất là đẹp nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Way-S này á, và xe nó zin hết luôn. Đầu nồi zin. Đó. Em này mang biển số 59T1-64019. Và với chiếc xe Honda Way-S này thì mình mong muốn bán với giá 12 triệu. 12 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Way-S 110. Đây là chiếc xe Honda Way-S bánh cầm cũng đập. Xe cũng còn khá là liền lạc. Xe này là xe nồi đồng khối đá luôn nha các bạn. Nồi đồng khối đá, máy móc là nguyên zin luôn. Em này thì mang biển số là 59C1-13430. Đó. Và với chiếc xe Honda Way-S 110 này thì mình mong muốn bán với giá là 9.300.000. 9.300.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda Future màu xám lấp chuột, hay là còn gọi là màu ghi á, tuyệt đẹp luôn. Đó, màu ghi tuyệt đẹp luôn. Và với chiếc xe Honda Future màu xám lấp chuột này, xe zin nguyên bản. Đó, xe đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp từ trước ra đằng sau, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và em này mang biển số là 51X12123. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu. 18 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu một cái chiếc xe của hãng SYM tuyệt đẹp luôn. Đó là cái chiếc xe 2 thắng đĩa, nhìn giống như Winner vậy các bạn, của hãng SYM. 2 thắng đĩa an toàn. Xe này đời mới, đời rất là cao. Máy móc chạy cực kỳ đã luôn. 2 thắng đĩa. Và em này thì mình mong muốn bán với giá là 9 triệu. 9 triệu thôi. Chỉ 9 triệu thôi. SYM nhìn giống Winner lắm các bạn. Rồi. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Yamaha Mio Intimo. Chiếc xe Yamaha Mio Intimo này là Yamaha Mio Intimo bánh mâm thắng đĩa. Còn rất là mới luôn. Em này mang biển số 59U1-32721. Và với chiếc xe Yamaha Mio Intimo này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu. 10 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Wenfa. Đây là chiếc xe Honda Wenfa màu xanh, màu xanh thiên thanh, rất là mới. Chiếc xe Wenfa màu xanh thiên thanh này rất là mới, mang biển số 59F2-81258. Và với chiếc xe Honda Wenfa này thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu. 13 triệu cho chiếc xe Honda Wenfa lốc đen.
đời mới tuyệt đẹp màu xanh. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một cái chiếc xe Yamaha Luviad màu xanh. Yamaha Luviad này rất là nhỏ gọn, màu xanh bánh mâm thắng đĩa. Yamaha Luviad xe này thì đi nó rất là khỏe nha các bạn, và đi nó rất là ngon. Em này mang biển số là 59F100576. Và với chiếc xe Yamaha Luviad này thì mình mong muốn bán với giá 7.800.000. Rồi, xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Yamaha Mio Intimo. Đó, Yamaha Mio Intimo này em nó có màu đỏ, cũng bánh mâm thắng đĩa, mang biển số 59E184600. Và với chiếc xe Yamaha Mio Intimo này thì mình mong muốn bán với giá là 8.700.000. Xe này chạy cực kỳ bền luôn các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị một cái chiếc xe Piaggio Vespa màu vàng, rất là tươi, tuyệt đẹp luôn, mới tinh không một vết chày. Xe tuyệt đẹp luôn, mới tinh không một vết chày luôn. Và với chiếc xe Piaggio này mang biển số 59F129637 thì mình mong muốn bán với giá là 11.300.000. 11.300.000 nha các bạn. Và tất cả mọi xe đều là đầy đủ giấy tờ nghiêm chỉnh, đầy đủ bao cái giấy sang tên, bao thử bao test các kiểu hết nha các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.